Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà dẫn đến thị trường biến động rất nhiều. Chính vì vậy, để các bác bắt kịp với thông tin thị trường thì tôi sẽ thường xuyên chia sẻ về giá cả thị trường để các bác nắm bắt được, giúp các bác nhìn nhận các vấn đề thị trường trong thời gian khủng hoảng như hiện nay. Vừa rồi thì Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nghị định thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày để phòng dịch Covid-19. Tuy nhiên, các nguồn chở thực phẩm, xe chở gà, vịt vẫn tiêu thụ bình thường nha các bác, nên các bác không phải lo về nguồn thực phẩm bị thiếu hụt đâu. Trong hai ngày hôm nay thì thị trường có một số biến động như sau. Giá giống gia cầm, thủy cầm giảm rất sâu, giá lợn giảm từ 3 đến 4 giá và gia cầm thịt thì chạy hơn, tuy nhiên giá vẫn chưa lên được các bác ạ. Cụ thể như sau, đối với giá giống ngan vịt á, thì ngan đực giá dao động từ 13 đến 15 nghìn đồng trên con, ngan cái là 5 nghìn đồng trên con. Đối với vịt bơ là 5 đến 6 nghìn đồng trên con và vịt bầu lai là giảm xuống từ 2 đến 3 nghìn đồng trên một con. Đối với giá con giống gà lai ngắn ngày á thì ta lai là 7 nghìn đồng trên con, lai trọi là từ 9 đến 11 nghìn đồng trên con, minh dư là 13 nghìn đồng trên con. Đối với giá giống gà đặc sản dài ngày á thì mía Xuân Tây là từ 10 đến 11 nghìn đồng trên con, mía Dabaco là từ 18 đến 19 nghìn đồng trên con, mía giống to và lạc thủy là giá từ 12 đến 13 nghìn đồng trên con. Giá heo siêu sách tai 7kg là từ 2,5 đến 2,6 triệu đồng trên con, tuy nhiên không có giống ở bát các bác ạ. Đối với giá thịt hơi thương phẩm á, thì giá ngan thịt từ 45 đến 47 nghìn đồng trên kg, giá vịt thịt là từ 27 đến 29 nghìn đồng trên kg. Đối với gà lai nuôi 3 tháng 20 ngày á, thì ta lai là từ 40 đến 42 nghìn đồng trên kg. Các loại gà lai trọi, gà minh dư thì giá trung bình từ 45 đến 47 nghìn đồng trên kg. Đối với gà đặc sản nuôi 4 tháng 20 ngày á, thì lạc thủy từ 75 đến 77 nghìn đồng trên kg, mía từ 78 đến 80 nghìn đồng trên kg. Đối với giá lợn giảm từ 3 đến 4 giá so với 2 ngày trước, trung bình từ 76 đến 77 nghìn đồng trên kg. Trên đây tôi vừa chia sẻ về giá cả thị trường ngày 2 tháng 4 năm 2020 trên vùng của tôi. Các bác có thể tham khảo và rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bác. Các bác đừng quên like video và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh của tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Xin cảm ơn. Dạ, em làm tư liệu.